Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin nhờ ban tổ chức chuyển tới camera tiếp theo xin được khai thị trong buổi tối ngày hôm nay là camera Nhuận Châu. Con xin phép được đọc thông tin. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Lê Thị Minh, pháp danh Nhuận Châu. Con thành tâm cầu xin thầy Diệu Âm khai thị cho chồng của con là Trần Ngọc Vinh, pháp danh Nhuận Quang, 83 tuổi. Chồng con bị tai biến đã 4 năm nay. Bây giờ chồng con nằm một chỗ không nói năng gì được. Trước đây chồng con có niệm Phật nhưng niềm tin chưa có. Chồng con đã ăn chay, các con cái trong nhà đi chùa nhưng chưa hiểu pháp hộ niệm. Xin thầy khai thị cho các con của con để chúng ủng hộ, hỗ trợ cho cha cuối đời có phước phần vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng xin thầy điều giải với các chư vị trong pháp giới hữu duyên với chồng con. Con thay mặt gia đình, con xin thành kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cụ Trần Ngọc Vinh, 88 tuổi, đang bị tai biến. 83. Dạ xin hỏi là cụ Nhuận Quang đang nằm vậy con nghe rõ không bác? Nếu mà nghe thì bác đưa hai tay lên, mà không nghe thì phải có người nhắc lại. Xin hỏi là bác, cụ Nhuận Quang đó có nghe được không? Nếu nghe được thì giơ hai tay lên, không nghe được thì phải vẫy tay. Không nghe được, không nghe được thì làm sao mà khai thị đây? Nhắc lại được không? Bác gái nhắc được không? Bác gái nhắc lại được không? Mở mic ra coi. Thấy ông ngủ rồi. Ngủ rồi. À, nghe thì cho con. À, nghe thì cho con cái để con cái ủng hộ. A Di Đà Phật. Đây là khai thị cho cụ Nhuận Quang hay là khai thị cho ai vậy? Bác mau trả lời đi. Nhuận Quang. Dạ. Bây giờ là muốn khai thị cho cụ Ngọc Vinh hay là khai thị cho ai? Dạ Ngọc Vinh á, dạ thằng Ngọc Vinh á. Dạ mà rồi cụ ngủ khì làm sao mà cụ răng mê mà là nghe đâu có được đâu. Ngủ miết rồi đó. À gì là Phật. Con cái có đó không mà. Con cái có đó không? Dạ không, anh đi làm ấy chưa về. A Di Đà Phật. Chỉ vậy bây giờ cho em xin thành tâm điều giải oan gia trái chủ, chứ còn khi mà cụ ngủ rồi thì biết làm sao mà khai thị đây nhé. Dạ. A Di Đà Phật. Chư vị thấy cái cảnh đời khó khăn ghê gớm. Thật ra muốn nói một lời với cụ nhưng mà bây giờ đây làm sao nói được. Chính vì vậy mà mong chư vị thôi không còn đâu đâu bác ơi, bây giờ đánh thức cụ dậy cụ không nghe được đâu. Chư vị ơi, muốn tu hành tự mình phải lo trước. Bây giờ bác gái cũng nên lo trước đi. Mình đang còn tỉnh táo thì ngày ngày chính mình phải lo niệm Phật cầu sanh tịnh độ đi. Đừng cho để khi nằm xuống rồi mình cũng mê mang bất tỉnh, rồi cũng trong cái lúc mà mê mê màng màng không cách nào có thể giải tỏa được. Bây giờ đây khuyên bác là cố gắng phóng sanh, làm việc thiện lành, ăn chay, hồi hướng công đức cho ông cụ, chứ không biết cách nào khác hơn. Hãy nhớ cho là phải kiên cử sát sanh. Nếu mà phát tâm ra phóng sanh, cứ đem ra ngoài chợ mua cá mua đồ gì đó rồi âm thầm niệm Phật ra trong thả, nguyện cho đem cái công đức này mà hồi hướng cho cụ để mà cụ được giải nạn. Nhớ nhé. Và chính mình phải bắt đầu lo tu đi. Tu không phải là cái dùng phóng sanh đó, mặc dù phóng sanh đó là đem chút phước để hồi hướng cho ông cụ, còn chính mình phải quyết lòng niệm Phật để vãng sanh. Khi vãng sanh xong rồi thì mình biết à, người chồng này bị nạn, người chồng kia bị nạn, con này bị nạn, cháu kia bị nạn, ở khắp nơi mà phải cứu độ. Mà điều quan trọng là mình phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cho được nhé. Nhớ cho kỹ điểm này, tự mình phải lo tu, đừng để quá trễ. Nguyện mong chư vị trong pháp giới nhìn thấy một người đang nằm trong cơn hoạn nạn, rõ ràng chẳng khác gì chính chúng ta đang ở trong cảnh nạn. Nếu thực sự chúng ta không xác nhận được cái ách nạn đang ở trước mắt chúng ta,
lấy những cái cảnh tình đau khổ tại thế gian này cho là nhất, thì trước sau gì tất cả chúng ta đều gặp nạn, đều bị nạn, bỏ thân thọ thân, mỗi đời mỗi khổ. Mong cho chư vị hiểu được cảnh khổ này mà tìm đường thoát nạn, tìm đường thoát nạn. Chỉ có con đường vi diệu nhất, viên mãn nhất, dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất chính là đường niệm A Di Đà Phật, cầu sanh thế giới cực lạc, được ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, được 48 lời đại nguyện của Đức A Di Đà cứu mình thoát nạn. Chư vị ơi, cơ hội thành tựu ở tại tâm trí thành trí kính, cơ hội thành tựu ở tại trí tâm muốn thoát ly cảnh khổ nạn của sáu đường. Chính mình quyết lòng thoát khổ, chính mình quyết lòng bỏ cảnh ta bà khổ nạn, chính mình quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Nếu mình làm được như vậy thì hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, nghiệp chướng trùng trùng tự nhiên không còn khởi tác dụng, chúng ta được quyền đới nghiệp trở về Tây Phương. Trở về Tây Phương là về chân tâm tự tánh, chúng ta thành Phật, chúng ta thoát tất cả những cảnh khổ nạn, và bắt đầu từ đó chúng ta đi cứu nạn chúng sanh, tạo nên công đức vô lượng vô biên. Nguyện mong cho chư vị hãy cùng nhau phát tâm hộ niệm giúp đỡ cho Phật tử Trần Ngọc Vinh pháp danh Nhuận Quang được thoát khỏi ách nạn này, vãng sanh Tây Phương cực lạc. Nguyện cầu cho chư vị trong pháp giới sớm ngộ ra đường đạo, sớm gặp A Di Đà Phật, sớm về cõi cực lạc của Ngài để thành tựu đạo quả. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thời gian của buổi thực tập hộ niệm tối ngày hôm nay thì cũng đã hết, và con xin thông báo với toàn thể đại chúng là cho đến giờ phút này thì trên đường Zoom Thế Giới Hộ Niệm các camera đã đạt lên mốc là 1.000 máy, và con xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị, và càng nhiều máy vào Zoom có nghĩa là đồng nghĩa với việc là nhiều cô bác có cơ hội được vãng sinh Tây Phương cực lạc. Và Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, trường hợp khai thị vừa rồi là trường hợp cuối cùng được khai thị trong buổi